Huấn luyện viên New Zealand tự tin đọc vị đội tuyển nữ Việt Nam. Huấn luyện viên Jitka Klimkova của đội tuyển nữ New Zealand khẳng định đội chủ nhà World Cup 2023 đã tìm hiểu rất kỹ phong cách chiến thuật của đội tuyển nữ Việt Nam thời gian qua. Chia sẻ với phóng viên trước trận giao hữu vào ngày 10 tháng 7 trên sân Glen Park, huấn luyện viên Jitka Klimkova tự tin cho biết New Zealand đã nắm rõ phong cách thi đấu của đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi đã tìm hiểu và biết họ, đội tuyển nữ Việt Nam, sẽ hy vọng vào lối chơi phòng ngự chắc chắn. Đội tuyển New Zealand chỉ cần chơi với phong cách vốn có. Chúng tôi cần chơi chủ động, nắm quyền kiểm soát trận đấu để làm sao tạo ra nhiều cơ hội nhất có thể. Nếu chơi tốt, chúng tôi có thể ghi bàn trước Việt Nam. Thực tế, việc huấn luyện viên Jitka Klimkova hiểu được cách chơi của đội tuyển nữ Việt Nam cũng không bất ngờ. Trước đó, giới truyền thông New Zealand đã có nhiều bài báo phân tích về lối chơi phòng ngự phản công của thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung trong trận đấu với đội tuyển Đức. Đội tuyển nữ Việt Nam nhận được nhiều sự quan tâm từ truyền thông New Zealand. Ở trận đấu tới gặp Việt Nam, ngoài yếu tố sân nhà, đội tuyển nữ New Zealand còn có lợi thế về việc đã quen với thời tiết lạnh, trong khi đây là bất lợi của chúng ta. Nói về điều này, huấn luyện viên Jitka Klimkova cho hay, đúng là chúng tôi đã quen với điều kiện thi đấu như này. Với nhiều đội bóng khác, việc gặp khó khăn trong thời tiết lạnh là điều hoàn toàn có thể. Nhưng đây không phải yếu tố kiên quyết, chúng tôi muốn vào trận với lối chơi rõ ràng và kiểm soát tốt trận đấu. Trước trận đấu với đội tuyển nữ Việt Nam, đại diện Châu Đại Dương đang không có được phong độ cao khi chưa biết mùi chiến thắng trong 10 trận gần nhất. Nếu tính riêng trong năm 2023, đội tuyển nữ New Zealand đá 7 trận nhưng chỉ hòa 1 và ghi vỏn vẹn 1 bàn thắng. Hiện tại, New Zealand xếp thứ 26 trên bảng xếp hạng FIFA, cao hơn 6 bậc so với đội tuyển nữ Việt Nam. Dù vậy, theo đánh giá của giới chuyên môn, sức mạnh của đội chủ nhà World Cup nữ 2023 không quá chênh lệch so với những nữ chiến binh sao vàng. Vì vậy, chúng ta hoàn toàn có thể chờ đợi vào một kết quả khả quan tới từ thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung.